Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài và đặc biệt là sửa chữa các anh Trần Văn Đài, các thượng đế vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với lại các thượng đế, vừa mới đi gửi 4 đơn hàng, đi Sài Gòn là 1 này, Long An là 2 này, Huế là 3, Nam Định là 4. Về lại tiếp tục, có một thượng đế đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương. Ngài thượng đế này đã Trần Văn chốt một lần 20 cuốn băng cassette, 20 cuốn băng cassette. Đấy, chỉ có một lần liên hệ với lại lão nông Chi Điền theo số máy 0368888479. Ngài thượng đế này được 20 cuốn băng cassette. Địa chỉ của ngài ở tổ dân phố Nội Thương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thủ đô Hà Nội. Đấy, 20 cuốn băng cassette ở trong này. Trân trọng cảm ơn ngài, một lần nữa biểu dương ngài. Còn bây giờ xin thưa với lại các thượng đế, nhân viên giao hàng vừa mới giao cho mình 3 cái thùng xốp này, 3 cái thùng xốp này. Đấy, thế nên là cũng làm cái video trước tiên đó để trân trọng thông báo tới hai thượng đế đã gửi hàng và mình đã nhận được, và cũng coi như thế là xin báo cáo với lại các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam là cái vấn đề gửi hàng vào để điều trị là bây giờ là tạm dừng lại nha. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cũng xin thưa với lại các thượng đế, hôm nay trên kênh YouTube của mình có một đồng chí bình luận bỏ nhắn tin để lấy địa chỉ gửi đài vào để sửa, 4 ngày nay rồi chưa trả lời, thì mình sao mà Zalo mình chẳng thấy nhắn tin, mình hỏi là ngài có dùng Zalo hay không thì ngài anh chưa thấy trả lời nha. Mà ngài bảo là không biết y thuật của tay này thế nào. Thì cũng xin thưa với lại các thượng đế, như kiểu mình đi chữa bệnh vậy nha. Mình đi chữa bệnh vậy, mình phải đặt niềm tin vào nơi coi như thế là doctor, đúng không ạ? Đấy, phải đặt niềm tin vào nơi của doctor. Thì mình chữa đài cũng vậy thôi, mình chỉ chữa cho những thượng đế nào gửi chọn niềm tin vào nơi mình thôi. Thế còn những thượng đế mà còn lăn tăn về vấn đề y thuật là bảo không biết có chữa được không, có sửa được không, thì cũng xin phép là không được, không phục vụ. Đấy, thế cho nó rõ nét, cho nó nhanh. Nhân viên bên đơn vị vận chuyển thì báo là một cái thùng này với lại một cái thùng này là của một thượng đế, tức là của một địa chỉ. Còn cái này là của một người khác, là địa chỉ khác. Thế giờ xem cái địa chỉ này nhá. Đây. Địa chỉ ở đây là không thấy gửi, nhưng mà bên nãy hỏi thì bên vận chuyển người ta bảo cái hàng này là gửi ở tỉnh Đắk Nông. Thì bây giờ mở ra để xem ở bên trong nó là cái gì nhá. Đây, báo cáo với lại các thượng đế. Đây là... Ôi giời ơi, cái này là cái vỏ hộp bánh. Hộp bánh kiểu gọi bánh choco bay, đây là choco vina. Nhưng mà không biết bánh để đâu rồi. Đây nó chỉ là cái vỏ thôi, đây là cái vỏ, cái bìa đây. Nha. Đấy, nhưng nó không ở đây nhá, phải công khai và minh bạch nhá. Chứ không các thượng đế đây bảo là cái bánh đâu. Bây giờ mình chẳng thấy cái bánh ở đâu, ở đây thấy mỗi cái vỏ bánh thôi nhá. Đây. Đấy, thấy mỗi cái vỏ bánh đâu. Đấy. Mọi vấn đề là đều phải công khai và minh bạch. Ui giời ơi. Đây. Duy Kiên. Anh Khang Audio, người nhận là anh Khang Audio. Thì cũng mở ra luôn xem bên trong nó là cái gì nhá. Để cho nó thoải con gà mái luôn. Ngài ấy bỏ cái gì ở trong phong bì này không? Thì cũng xem là luôn cho nó dễ nha. Ngài này ngài dính bằng cái gì mà dính thế? Biết dính bằng cơm hay dính bằng hồ? Này, dính lắm. Chắc dính bằng hồ. Này, đấy. Đây nha thầy, từ từ. Đây. Xem là bên trong là cái gì. Đây nhá, đây một này. Đấy. Đây nhá, phong bì bên trong là không còn gì nữa nhá.
đấy, để tránh trường hợp về lại coi như là hiểu lầm, lại bảo là coi như thế là ở trong này còn có cái này cái nọ cái lọ cái chai nữa. Đây đây nhá, đấy sao bên trong không có gì luôn nhá, trắng tinh nhá. Đây, đấy bỏ nó đây, để cái này lên không nó bay mất nhá. Đấy, kính gửi lão nông Chi Điền, em gửi anh hai cái đài nhờ anh sửa giúp ạ. Một là Aiva sửa cassette, hai là JVK Watt 47 sửa cassette hai cửa băng luôn. Địa chỉ của em: tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Biển số 48 47, Đắk Lắk, 48 Đắk Nông và 49 Lâm Đồng. Đấy, số điện thoại thôi. Đấy, có thế này rồi nhá. Này. Đấy, ở trong phong bì chỉ có thế thôi. Đấy, chứ không có gì nữa. Đấy, thế còn cái hộp bánh này cũng chỉ là cái vỏ thôi, chứ bánh không thấy đâu nhá. Đấy, thế cho nó rõ. Đấy, không có gì cả nhá. Đấy. Đây rồi, đây gì vào cờ 47 màu đỏ đây rồi. Còn đây là con đài gì đây. Đây nhá. Ôi dồi ôi, nhưng mà ngài này, ngài đóng thùng xốp cũng rất chi là cẩn thận. Đây này, ngài còn chèn ở dưới các thứ đi này. Đây. Amen. Ơi. Đây đây, cái này chắc là nó không phải, tức là ngài đóng rời thôi chứ không phải nó tuột ra đâu. À đây, cái này chắc là chỗ này. Đấy, đây một cái đài này. Đấy. Cái này bỏ vào đây. Bỏ đây. Đây cái này là cái gì vào cờ BC47 này. BC47 này. Còn nguyên vẹn. Đây. Đấy. À, trân trọng cảm ơn bên đơn vị vận chuyển đã vận chuyển hai cái đài của người anh em có cái bụng tốt của mình đến địa đến bản của mình mà còn nguyên vẹn. Một lần nữa trân trọng cảm ơn bên đơn vị vận chuyển. Còn bây giờ chuyển sang bên đây là cái này là của một địa chỉ đây. Người gửi này Đức Hậu ở Kon Tum này. Đấy, người nhận là điện tử Khang này. Đấy, bên đây cũng thế này. Bên đây cũng là của người gửi là Đức Hậu ở Kon Tum nhá. Xem bên đây nó là cái gì nhá. Cái thùng này rất chi là nặng. Tám một Gia Lai, biển số 82 Kon Tum nhá. Ôi giời ơi, ngài lại còn lót cả cái miếng vải ở đây. Ngài lót, đây là cái vải thôi, đây là cái vải thôi đây. Cái vải đấy nhá, cái vải ngài lót ở đây. Ở đây đây lại tiếp lót. Nhưng mà không biết ngài lót bằng vải quần hay vải áo thì mình cũng chịu, mình không có chuyên gì. Không có tí hiểu biết về nghề may nên mình không biết là vải quần hay vải áo nữa nhá. Nhưng mà ngài dùng vầng cái vải để ngài lót. Đây. Ngài gửi lắm thứ thế này. Ôi giời ơi. Đây. Ôi giời. Cái này nó gì hết màng rồi, hỏng hết màng rồi. Côn này thì vẫn còn côn zin này. Đấy, không biết cái nghe này. Cái này ngài gửi đi làm gì? Hay là ngài đã gửi tặng mình để mình nịch. Để tránh cái trường hợp là ngồi buồn mà cắn móng tay đấy. Nhưng mình thì không có thời gian. Không có thời gian buồn nhỉ. Đấy. Thời gian này làm đài loa âm ly để phục vụ các thượng đế. Ui cái này bẹp mất này, bẹp mất cái rốn này nhỉ. Đấy. Không cái. Ôi cái này sát cốt rồi. Này. Sát cốt rồi, cái này vứt đi này. Nếu mà có là làm thì lại phải quấn lại chứ cái này sát cốt rồi. Sát cốt rồi nhá. Đấy. Đây là cục dàn này, đây là cục dàn này. Ôi đây loa. Loa. Đấy. Đấy xem mà. Đây cục giảm. Đây cục giảm. Đây. Đấy, đây cục giảm này. Ở dưới đây không có gì cả nữa nhá, không có gì cả. Đây cái này là cái lót thôi. Đấy, đây một thùng nhá. Bây giờ tiếp tục sang bên đây xem nó là cái gì. Nhá. Đây.
mặt trên hàng dễ vỡ. Xin cảm ơn. Ôi đây là cái đài. Ôi dồi ôi, ngày này có cái này đóng đài thì thôi chấm hết luôn. Đây này, nó có như kiểu nó bơm hơi ở bên trong, có khí ở bên trong này. Sờ vào sướng lắm này, sờ vào nó nhút lắm nhá. Eo ơi, sờ vào cái này như kiểu sờ vào cái gì ấy. Bây giờ chưa nghĩ ra nhưng mà sướng sướng tay lắm này. Nó nhún nhũn trong ấn này sướng lắm này. Như kiểu bơm khí ở trong ấy. Đây, mở hẳn ra cho mọi người xem nhá. Đúng cái này mà bọc mà để đóng đài thì đúng chấm hết luôn. Không biết ngày này ngày đào cái này ở đâu ra à? Ôi dồi, đây này. Không có gì nữa nhá. Đây. Đấy. Ôi dồi ôi. Đây này. Ngài lấy cái này ở đâu ra à? Sờ vào xuống tay lắm. Ôi giời, cái ngón tay này móc. Đây này. Đây này. Nó là ở cái ni lông này, may quá lại chưa vào cái chỗ này, nó chưa nổ ra đây. Đây. Đấy, đây. Bóp vào nó mềm nhũn đấy nhá. Đây là sờ vào đây này. Đây. Đấy, sờ vào xong lại còn gi gi này, còn VV này, kiểu VV này. Nhún nhún sướng lắm này. Chắc phải hỏi ngài xong cái này là cái gì. Sờ cả cái bàn tay cho nó sướng luôn. Cái này mua ở đâu ra, chứ cái này mà đúng là đóng đài thì đúng thật thôi, chấm hết. Nè, chấm hết luôn. Quá ngon nhá. Đấy. Thôi thế thì buổi chiều ngày nay thì có 3 thùng xốp, 3 thùng xốp thì một cái thùng xốp kia thì có 2 chiếc đài ở Đắk Nông, còn một cái thùng xốp này thì cũng có 1 chiếc đài này. Đấy, và cái cục máy dàn và với lại loa, và với lại loa của thượng đế ở Kon Tum. Thì cũng quay lại để hai thượng đế gửi hàng được biết, và cũng xin thông báo với các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam là cái vấn đề nhận hàng để sửa chữa bây giờ là tạm dừng. Chứ ở nhà bây giờ cũng có khoảng tầm 20-30 chiếc đài của các thượng đế khắp ba miền gửi tới chơi mình rồi. Thế mình sửa nó van vãn thì mình lại tiếp tục phục vụ các thượng đế. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.